Ngày hôm nay là một ngày thật sự khá là bận rộn các bác nhé Sáng nay thì em Hương lại dừng giao dịch thêm hai chiếc xe Một là cầu đuôi 2016 màu vàng cát số sàn Về làm dâu trí Linh Hải Dương Hai là một chiếc xe Mazda 6 nhé Về làm dâu Hương Yên, phố đối Hương Yên các bác ạ Thật sự ngày hôm nay là một ngày quá là tuyệt vời luôn Cọc trên like thêm 3 xe nữa Khách phun xe thì rất là nhiều luôn các bác nhé Thợ nhà em thì đang tháo biển số đây Để rút hồ sơ cho khách nên là đã tháo biển số này Cà số này Mặc dù là anh trai ở bên Anh Dũng ở bên Chí Ninh, Hải Dương Nhưng anh vẫn muốn được tận hưởng cái cảm giác là xe như xe mới mang về nhà cho anh Vì em nó quá là mới Nội thất máy số zin hết cả xe luôn à, Anh vẫn muốn cho anh một cái cảm giác là được chở xe lòng đến thì hôm nay ok Em Hương sẵn sàng phục vụ các bác nhà mình Khách hàng là thượng đế đúng không ạ Em sẵn sàng phục vụ nhé Hôm nay thì em còn bận thêm một việc nữa này, đó chính là em đang làm lại cái phần à, sàn của gara các nhé, làm thêm cái sân cho nó đẹp hơn một chút này, Độn thêm cát và thêm một chút à, gọi là như thế gì, đè co lại một chút Phải thảm sàn các bác nhé, lên là nhìn sẽ đẹp hơn. Còn anh Dũng đây, anh muốn rằng anh Hương ơi, anh muốn xe là đến nhà anh nó như là xe mới từ trên hãng xuống thì ok chưa? Cho lên xe lồng từ gia lộc về Chí Linh Hải Dương, em Hương vẫn chiều các thượng đế luôn, cho lên xe lồng các bác nhé. Bác nào quan tâm hay là cần tìm những mẫu xe nào cứ alo trực tiếp cho em 0354602790 nhé Anh Dũng áo xanh nè, anh Dũng đây Đã ủng hộ em gái Nê Hương chiếc xe cờ đuôi 2016 form mới số sàn rồi các bác ơi Máy 1.6 Bên Nam Hương thì có những tầm tài chính từ 63 triệu Các bác đã mua được xe rồi Lên là cờ đuôi với phân khúc trên 300 một chút Thì em cũng có rất là nhiều nhé Đấy, tháo biển số rồi, dán cho anh một tờ giấy xe đi đăng ký Trong thời gian đợi chờ hồ sơ thì anh vẫn có thể đi loanh quanh được Vì có tờ giấy xe đi đăng ký rồi thì các bác cũng đỡ lo no lắng hơn đúng không ạ? Cờ đuôi 216 form mới máy zin dừng giao dịch về làm dâu trí linh hải dương Và hôm nay em còn bàn giao thêm một chiếc xe nữa Đó chính là chiếc xe Mazda 6 các bác nhé Dừng giao dịch thêm một chiếc xe Mazda 6 Dừng giao dịch thêm một chiếc xe Hyundai i10 ba chiếc xe ngày hôm nay Biển 89 Hyundai i10 còn đây là anh chủ Mazda 6 các bác nhá. <laughs> Thật sự trong nhiều năm bán xe đây. Anh muốn đánh bóng thêm một chút nữa, nó đã bóng lắm rồi nhưng anh bảo Hương ơi anh muốn đánh bóng thêm một chút nữa. Ok. Anh thích bóng chỗ nào cho gara và đánh bóng thêm đấy này. 2016 số tự động Mazda 6 nhá. Xe mới như lăn từ hãng ra, anh muốn phải bóng kinh kít lên trên 500 triệu của anh nó phải khác. Ok không ạ? Đánh bóng rồi, dọn dẹp rồi, anh thích bóng chỗ nào em cho thêm đánh bóng thêm nhé. Mazda 6 2016 cũng lại dừng giao dịch về bên Hưng Yên rồi Anh trai ủng hộ em rồi Gần Tết rồi các bác ơi Còn nhiều mẫu xe đẹp các bác cứ alo à em Để được có xe đi Tết các bác nhé